Ngày xưa ông bà ta có một cái câu rất là hay, đó chính là cho cái vật chất là hạ sách, cho cái sức lực là trung sách, và cho cái ý niệm là thượng sách. Điều này có nghĩa là nếu như ngày nay mà các chị dạy con của mình, chúng ta chỉ chú trọng chăm chăm vào cái việc là chúng ta cho con mình tài sản, con mình chỉ cần thiếu một cái món gì đó là chúng ta dùng mọi sức lực để chúng ta mua, chúng ta cung cấp cho con đầy đủ những cái phương tiện về vật chất. Điều này cũng tốt hơn quý vị. Cũng như cái việc là nếu như mà con mình xách một cái vỏ nặng, kéo một cái đồ hơn, là làm một cái công việc gì, những người cha mẹ thương con của mình á, thì chúng ta sẽ chạy đến chúng ta làm giùm con mình những việc đó. Nhưng liệu chúng ta đặt một câu hỏi ra là cái việc đó nó có tốt hay không? Cái việc đó trong cuộc đời của con, khi mà sau này mình già, mình lớn, con mình lớn lên á, thì cái điều đó có tốt hay không? Xin thưa quý vị rằng là nếu như ngày hôm nay cứ mỗi lần con đòi ăn một cái gì đó là quý vị cứ cung cấp cho con, con gặp một cái khó khăn gì trong công việc con không xử lý được, và những người phụ huynh như chúng ta làm cái điều đó với con, thì sau này khi con chúng ta lớn lên, nó bước ra ngoài cuộc đời không có quý vị bên cạnh, nó sẽ giới với và nó không tự làm được điều đó. Do đó người ta mới cho rằng là cho cái ý niệm, cái phương thức, cái cách làm mới là cái thượng sách. Do đó trong cái cuộc đời của con khi còn nhỏ, những người cha mẹ biết yêu thương con thật sự, ngoài cái việc cung cấp cho con những cái vật chất giúp đỡ cho con trong những công việc hàng ngày, nhưng chúng ta hạn chế dành quá nhiều cái việc ưu ái của chúng ta vào cái việc vật chất và sức lực để giúp đỡ cho con, mà chúng ta hãy tập trung làm sao cung cấp cho con những cái ý niệm, những cái cách mà để con có thể tự làm, để sau này khi mà quý vị càng già đó, quý vị lớn tuổi, quý vị không ở bên cạnh con mình có thể tự làm được những việc đó. Trong cuộc sống của tôi có những cái người con, những người phụ huynh tôi đã gặp được rất rõ. Lúc mà còn sống trong gia đình, bố mẹ không cho con cái làm điều được gì cả, và không có nghĩ rằng con mình sẽ làm được, và làm việc gì bố mẹ cũng dành làm cái việc đó cho con. Đến lúc mà con rời khỏi cái gia đình của mình để đi ra bên ngoài tự sinh sống, thì tất cả những cái việc mà để con tự làm, đối với con nó làm lại từ đầu. Và điều quan trọng nhất là trong cái tư duy của con đó, là con không chấp nhận cái chuyện đó. Con luôn luôn nghĩ rằng là cái việc đó phải có người làm giúp cho con. Như vậy khi con bước ra, con không thể tự đi trên được đôi chân của mình. Đó là cái điều đầu tiên mà tôi chiêm nghiệm và tôi muốn chia sẻ những bậc phụ huynh trong cái triết lý, những cái giá trị để các chị làm sao đừng có dành quá nhiều sức lực vào cái việc tập trung về vật chất và sức lực của mình, mà hãy dạy cho con những ý niệm để con có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Khi các chị càng già càng lớn tuổi, con các chị sẽ tự trưởng thành hơn, và lúc đó khi chị thấy được cái thành quả của chị dạy cho con những ngày hôm nay, sau này các chị sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và viên mãn, và con các chị sẽ vô cùng biết ơn những gì mà các chị làm ngày hôm nay.